Theo thống kê của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của thí sinh Bạc Liêu đạt 99,6%, với điểm trung bình thi đạt hơn 6,7 điểm, đứng thứ 7 trong các địa phương. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Bạc Liêu có điểm trung bình thi đứng trong top 10 cả nước. Bên cạnh đó, tỷ lệ tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh về hệ phổ thông và hệ bổ túc đều khá cao. Có 19 trên 20 đơn vị trường trung học phổ thông và 1 trên 7 trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%. Theo Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ, tỉnh có 171 thí sinh có điểm thi đứng đầu từng môn với điểm số các môn như môn toán 9,6, môn văn 9,25, môn ngoại ngữ 10, môn vật lý 9,5, môn hóa học 9,75, môn sinh học là 10, môn lịch sử 9,75, môn địa lý là 10, môn giáo dục công dân là 10. Có 9 thí sinh thủ khoa có điểm thi dẫn đầu ở các khối thi, trong đó khối A là 28,1 điểm, khối A1 là 28,4, khối B là 28,95 điểm, khối C là 27,5 điểm và khối D là 27,45 điểm. Thì kết quả này thì có thể nói là nó đã phản ánh rất rõ nét những cái nỗ lực của toàn ngành trong công tác quản lý, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức cái kế hoạch dạy học, ôn tập, ôn luyện cho học sinh. Đặc biệt là trong cái điều kiện chúng ta phải tổ chức dạy học khi mà dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp. So với cái kết quả dự thi ở các năm trước thì năm nay thì cái điểm bình quân chung của học sinh trên toàn tỉnh cũng như là cái điểm thi ở từng bộ môn của học sinh đó thì đều có cái kết quả cao hơn khá là nhiều. Và kết quả tốt nghiệp chung của toàn tỉnh thì cũng cao hơn so với năm học trước.